Ủa giờ sao còn chưa về nữa? Vợ con cơm nước nhà đang chờ một cái đài cà phê ngồi. Con nhợ này, lâu lắm rồi tôi bạn có thời gian uống cà phê như vậy luôn á. Anh em mình mãi chạy theo đồng tiền mất. Tao thấy đồng tiền nó chia cắt anh em mình. Tôi với bạn phải ôm nhau một cái cho đậm cái tình cái nghĩa xem nào. Mãi là anh em. Ê, tự nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa nhá. Tôi với bạn cùng tán hai em xinh tươi kia. Bạn làm tôi quê quá, quê vỗn lài luôn á. Chuyện cũ của bạn nhớ dài thế. Gái xinh đấy, để tao thể hiện cho. Bé yêu cho anh địa chỉ nhà, không có điều anh chỉ nhìn qua. Nhu ơi, mày làm cái gì cho thằng này nó quê nó đi giùm tao cái. Nhà em ở tận gốc quách, đi tích vào trong. Còn trong nào thì anh tự mà kiếm. Vậy cho anh xin số điện thoại đi. Vậy anh nghe cho rõ nha. 1900 một tông một dép, một tông vào mép, một dép vào một. Em ơi mẹ, em xin cái này chắc mình lắm nè. Bạn tôi thông minh mà. Bộ anh nghĩ ai cũng giống như anh hả? Cái em này, mà cho anh hỏi, chính số đuôi điện thoại của em nhân với 1 thì bằng bao nhiêu? Dạ bằng... đây ạ. Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua. Nhớ đến hai con nhỏ đó, làm tao thấy quê quá. Mà dạo này cái con nhỏ cho mày số điện thoại á, có liên lạc không ha? Wow, mày linh lắm luôn á, chắc nó giác cũng lên. Ủa lá? Ủa trời, sao còn chưa về nữa? Vợ con cơm nước nhà đang chờ một cái đài cà phê ngồi. Lại đó với Quân đúng không? Cái thói nó vô duyên lắm. Học cái thói tán gái giúp máu mày về đây đi. Tao coi chừng. Thù, vợ rồi hả? Bao năm rồi mà vẫn còn nói xấu tao luôn. Why are you crying?